Chào mừng các bạn đã đến với channel làm giàu ở Mỹ. Mình là Thắng. Ngày hôm nay là một ngày đáng tội nữa ở trên thị trường chứng khoán Mỹ là ngày thứ năm liên tục chỉ số S&P 500 giảm và như vậy thì cả hai quỹ đầu tư an toàn mà cộng đồng mình rất là yêu thích đó là VOO và VGT đều giảm. Đã có những cái tín ở trên thị trường chứng khoán rằng á, có khả năng ngân hàng dự trữ trung ương sẽ không giảm lãi suất trong năm này nữa và lần đầu tiên mà giảm lãi suất sẽ phải là năm 2025 đó là một cái tin rất quan trọng đã làm cho thị trường chứng khoán Mỹ trao đảo ngày hôm nay. Mình sẽ phân tích cụ thể hơn về cái tin này. Bên cạnh đó, ngày hôm nay là ngày mà có hai công ty rất là lớn đã thông báo báo cáo doanh thu và lợi nhuận của họ, đó là Taiwan Semiconductor TSM và Netflix là hai công ty công nghệ lớn báo cáo doanh thu và lợi nhuận một điều rất là ngạc nhiên cả hai công ty đều đạt được doanh thu và lợi nhuận tốt hơn mức mong đợi nhưng mà cổ phiếu của họ đều giảm nặng sau khi họ báo cáo doanh thu và lợi nhuận chuyện gì đã xảy ra thì bài phân tích của ngày hôm nay sẽ giải thích vì sao cả hai công ty đều đạt được doanh thu và lợi nhuận mà cổ phiếu của họ vẫn cứ giảm rất là lớn và có phải đây là một cái xu hướng mới ở trên thị trường chứng khoán Mỹ và nếu bạn đang đầu tư vào thị trường chứng khoán Mỹ thì bạn phải cần hiểu cả cái xu hướng mới này để có những cái mức mong đời rất là ổn định cho cái tình hình đầu tư của mình bởi vì thị trường chứng khoán Mỹ mình có cảm giác như là nó chuyển qua một cái giai đoạn rất là khắc nghiệt và có những cái yêu cầu rất là cao cho nên hy vọng cái bài phân tích của ngày hôm nay sẽ giúp cho các bạn có thêm những cái thông tin và những cái insight để cho cái việc đầu tư của bạn nó được rõ ràng hơn và bạn có được những cái móc cái mức mong đợi ở tình hình thị trường chứng khoán mỹ một cách rõ ràng và vừa phải bởi vì thị trường thị trường chứng khoán mỹ mình nghĩ trong những ngày này và trong những ngày sắp tới ấy, thì nó sẽ còn rất là biến động nữa cho nên nếu mà bạn, bạn là nhà đầu tư thì bạn nên có những cái sự hiểu biết về các cái tình hình của các công ty này như thế nào một mình một mình mình muốn nhắc nhở một chút á cộng đồng của mình là những người đầu tư an toàn và dài hạn trên thị trường chứng khoán Mỹ mình biết rất là nhiều bạn muốn đầu tư muốn mua thêm một hai cái công ty nhỏ lẻ để cho nó vui hơn và để cho nó có những cái kích thích bởi vì khi mà mình đầu tư vào cả cái công ty đơn lẻ như vậy thì mình cũng hào hứng hơn và mình mong đợi những cái sự di chuyển của nó hơn nhưng mà các bạn nên nhớ khi mà các bạn đầu tư vào các cái công ty đơn lẻ như vậy thì cái mức độ rủi ro của nó rất là cao và cho dù ai nói ngạ nói nghiêng kiểu gì á các cái công ty này nó vẫn có khả năng phá sản như thường. Cho nên bạn đầu tư vào các cái công ty đơn lẻ này thì bạn biết là khả năng mất tiền nó rất là cao. Cho nên 80, 90 phần 95 phần trăm tiền đầu tư của bạn vẫn nên bỏ vào các cái quỹ an toàn VOO, VGT và SMS để đây là những cái khoản tiền tiết kiệm của bạn, đây là những cái khoản tiền bạn kiếm được rất là cực khổ để các bạn đầu tư vào tương lai của mình, đầu tư vào cho những kỳ năm tháng mà mình sẽ về hưu, mình sẽ không còn làm việc nữa thì đây sẽ là một cái nguồn thu nhập rất là tốt lúc mình đang về hưu, cho nên các bạn cố gắng đầu tư nhiều tiền vào các cái quỹ an toàn 90 đến 95% tiền đầu tư của mình và khi đã đầu tư vào các quỹ an toàn thì phải đầu tư lâu dài một ngày một tháng thị trường nó tăng giảm liên miên ngày hôm nay tăng ngày mai giảm ngày một tăng ngày sau giảm cho nên có nhiều người nói thị trường chứng khoán mỹ đang nhảy lambada thì cái việc nó nhảy lambada là cái việc nó đã nhảy trong 150 năm vừa rồi rồi không có người nào thông minh tài giỏi gì mà biết ngày mai thị trường như thế nào cả ngày mai thị trường như thế nào thì phải đợi đến 4 giờ ngày mai khi thị trường đóng cửa mình mới biết nó như thế nào còn trong cả ngày vẫn không biết được có nhiều khi sáng nó tăng chiều nó giảm một giờ nó tăng hai giờ nó giảm ba giờ nó tăng không ai biết được chuyện gì cả cho nên đã đầu tư vào các cái quỹ an toàn thì phải nắm giữ lâu dài cứ sau 10 năm thì nhìn lại thì thị trường chứng khoán mỹ sẽ tăng khoảng 10 11 phần trăm mỗi năm kỳ kỳ quỹ an toàn vio 10 năm vừa qua nhìn lại nó tăng khoảng 12,66% mỗi năm. Cái quỹ an toàn VGT 10 năm nhìn lại nó tăng khoảng 20,46% mỗi năm. Cái quỹ an toàn SMS 10 năm nhìn lại nó đã tăng khoảng 25% mỗi năm. Cho nên đó là cái cách mà mình đầu tư an toàn thì nó phải đi theo cái yếu tố dài hạn. Cho nên các bạn ở trong cộng đồng thì nhớ nắm vững những cái chuyện này. Để mình không có bị lung lăng về những cái tin nặng ở trên thị trường rất là thất thiệt. Mình không biết tài nào mà mình theo được. Alright, bây giờ mình sẽ bắt đầu chia sẻ các bạn tình hình của thị trường chứng khoán Mỹ ngày hôm nay. À, S&P 500 giảm cho một ngày thứ năm liên tục. Đây là năm, đây là ngày thứ năm liên tục mà cái chỉ số quan trọng này nó đã giảm, nó đặt dấu một cái mức rất là uh, rất rất là đáng ghi nhớ và những các bạn mà những người vẫn đang cố gắng chờ đợi cái, cả cái quỹ an toàn này nó xuống giá thấp thì mình hy vọng đây là những cái ngày rất là tốt cho các bạn bởi vì những cái ngày này bạn có thể mua thêm được mua thêm nhiều hơn để cái giá tiền mua của bạn nó sẽ thấp đi một chút đừng chờ nữa và cố gắng đầu tư theo điều đặn tuần nào bạn cũng mua tháng nào bạn cũng mua thì như vậy bạn sẽ có được cái lợi ích nó gọi là dollar cost average tức là cái giá mua của bạn sau 10 năm nhìn lại nó sẽ là những giá mua trung bình có những tuần giá cao có những tuần giá thấp giá cao bạn cũng mua giá thấp bạn cũng mua thì bạn sẽ mua được với giá trung bình chữ đừng phải đợi cánh á, thì nó sẽ rất là nguy hiểm ngày hôm nay chỉ số này đã xuống con 5.011, bằng nhớ cách đấy khoảng 2-3 tháng ấy, thì mình rất là hào hứng khi mà mình bảo tin cái chỉ số này nó đã vượt qua được cái ngưỡng 5.000 điểm, là cái ngưỡng mà người ta gọi là cái cột mốc tâm lý, psychological milestone, và đó là một cái cột mốc rất là quan trọng mà cái quỹ này nó đã vượt qua được cái c c ngưỡng đó rồi. Mình đang sợ là ngày mai nếu mà nó giảm thêm một ngày nữa thì cái này nó sẽ giảm xuống con khoảng giữ 5.000 điểm thì đó là cái mức rất là tốt nếu mà bạn vẫn chờ đợi thì mình nghĩ đó là cái mức đã rất là tốt rồi cố gắng mua vào cái ngày hôm qua khi mà nó giảm xuống cái mức giữ 5.000 thì chỉ số S&P 500 ngày hôm nay đã giảm 0,2% và đây là ngày thứ năm liên tục nó đã bị giảm điểm chỉ số Dow Jones thì nó tăng được một chút, nó tăng chỉ khoảng không phải không phần trăm, hình hầu như là không đoạn không đáng kể và cái sàn Nasdaq thì các công ty công nghệ nó cũng giảm khoảng không phẩy năm phần trăm ngày hôm nay. Đây cũng là ngày thứ năm liên tục mà cái sàn Nasdaq thì chỉ số Nasdaq này nó giảm. Nói như vậy có nghĩa là VOO và VGT đều giảm ngày hôm nay cả và cũng giảm đến ngày thứ năm liên tục. Thì cái này á, cái việc chứng khoán giảm ngày hôm nay là hầu hết là do những cái lo ngại là làm phát nó không còn giảm nữa mà nó bắt đầu tăng ngược trở lại. Và ngân hàng dự trữ trung ương thì đã thay đổi tất cả các cái ngôn từ mà người ta nói từ trước đến giờ. Và bây giờ thì lại... À, thì bây, và bây giờ thì ngân hàng dự trữ trung ương đã có những cái ngôn từ á, là có khả năng là sẽ không giảm lại suốt năm này đâu và có những cái quan chức ở trong ngân hàng dự trữ trung ương á, thì nói á, là lãi suất có khả năng là người ta sẽ không giảm năm nay nữa, người ta sẽ đợi qua năm năm sau. Và có nhiều người thì nói nếu mà có giảm lãi suất đi nữa thì cũng phải đợi đến cuối năm, chứ từ tháng 6, tháng 7, tháng 9, tháng 11 là đã đi qua hết rồi, không còn cái chuyện đó nữa. Thì ví dụ cái ông mà thống đốc ở ngân hàng dự trữ trung ương Atlanta á, là Raffo Bostick này thì ông cũng nói rõ là cái việc mà giảm lãi suất thì nó sẽ không xảy ra cho đến thầm thậm chí là đến cuối năm này thì nó mới bắt đầu giảm thì trong cái bối cảnh như vậy á là đã có những cái tuyên bố mới từ ngân hàng dự trữ trung ương, ví dụ ông Kaskari này là thống đốc của ngân hàng dự trữ ở Minnesota thì ông đã nói là có khả năng năm nay ngân hàng dự trữ trung ương sẽ không giảm lãi suất và các bạn biết rồi, kỳ giá chứng khoán hiên dơ của mình á thì nó đã đưa vào cái mức mong đợi là 3 lần và bắt đầu giảm từ tháng 6. Thì khi mà cái chuyện này nó thay đổi như vậy thì là là tất nhiên giá chứng khoán nó phải giảm để đáp ứng lại với là cái tình hình hiện tại là nó sẽ không còn giảm được nữa cho nên đó là cái chuyện mà mình nghĩ là nó rất là hợp lý và trong khi trả lời cái câu hỏi của ngày hôm nay á, thì ông nói á, là rất có khả năng chứng khoán Mỹ sẽ không giảm trong năm nay đã chờ chỉ số làm pháp và lãi suất nó sẽ không giảm trong năm nay đâu ông nói á, là chúng ta cần phải đợi và xem qua thử và cần phải rất là kiên nhẫn và kiên nhẫn cần cần phải kiên nhẫn bao lâu thì cứ phải điều kiện cứ cứ phải kiên nhẫn đến lúc đó cho đến khi mà chúng ta điều được thuyết phục một cách chắc chắn và rất là tự tin là cái chỉ số làm phạt này nó đang làm phạt này nó đang trên đường đi xuống 2% thì khi đó mới có cái chuyện giảm lãi suất mà bây giờ mình nghĩ là với cái tình hình hiện tại kinh tế đang nắm, thì trường lao động vẫn đang nắm. không có một cái cách nào để cho cái chỉ số làm phạt nó có thể quay lại nó giảm xuống mức 2%. Mà nếu làm pháp không giảm xuống mức 2% thì chuyện gì sẽ xảy ra? Lãi suất nó sẽ không giảm. Mà lãi suất không giảm thì chứng khoản sẽ phải điều chỉnh bởi vì cái giá hiện tại là người ta đã đưa vào cái mức mong đợi như vậy rồi. Thì mình nghĩ đó là cái lý do lớn nhất làm cho chứng khoán Mỹ ngày hôm nay nó bắt đầu sụt giảm để đáp ứng lại cái chuyện là năm nay sẽ không có chuyện giảm lãi suất đó là cái highlight lớn nhất ở trên thị trường chứng khoán Mỹ ngày hôm nay. Ngoài ra, ngày hôm nay nó có hai cái bảng thông báo doanh thu và lợi nhuận của hai cái công ty rất là quan trọng ở trên thị trường chứng khoán Mỹ hiện tại. Đó là hai công ty, một công ty chuyên về semiconductor và một công ty là big tech. Thì semiconductor là có Taiwan Semiconductor với cái mã là TSM. Và người ta báo cáo doanh thu và lợi nhuận thì chút xíu nữa mình sẽ chia sẻ cái báo cáo doanh thu và lợi nhuận của của Taiwan và các bạn sẽ rất là ngạc nhiên là bởi vì doanh thu nó cũng đạt lợi nhuận nó cũng đạt Nhưng cái gai đình trong tương lai vào cái quỹ tới nó cũng cao hơn là cái mức gai đình hiện giờ nó chỉ có một cái duy nhất là nó nói trên cái công ty của nó thì có nhiều cái business khác nhau thì có một cái business năm nay nó sẽ không tốt lắm và như vậy là thị trường chứng khoán ngay lập tức là trừng phạt nó và giảm đến 5% thị trường chứng khoán mà giảm đến 5% là một cái mức giảm rất là lớn trong một ngày và và mặc dù trong trong khi nó nói á, trong khi mà nó báo cáo doanh thu và lợi nhuận thì nó nói á là cái nhu cầu cho các cái con chip về AI là nó là cái công ty sản xuất Các cái con chip về AI và nó đã sản xuất đến bộ tận 100 trăm, trăm doanh thu của Taiwan sáu Semiconductor, 46% doanh thu của nó là đến từ các cái con chip AI và nó nói cái nhu cầu mà cho những cái con chip về AI là insatiable tức là nó không thỏa mãn nổi còn sản xuất bao nhiêu cũng hết cả và nó nói đây là cái business rất là tốt của nó mà nó không đáp ứng nội nhu cầu nó đã nói như vậy rồi mà thị trường vẫn trừng phạt nó giảm đến 5% thì chủ sự nữa mình sẽ chia sẻ uh, cái này uh, kỹ hơn một chút và Netflix là cũng một cái công ty nó báo cáo doanh thu và lợi nhuận sau khi thị trường đã đóng cửa ngày hôm nay cho nên ngày hôm nay mình ra cái bản tin này khá chậm là mình đợi để mình đọc cái bản báo cáo của, của Netflix để quay tình hình nó như thế nào và Netflix thì tình hình của nó cũng rất là tốt. Nó cũng doanh thu nó cũng đạt được, lợi nhuận nó cũng đạt được. Trong tương lai nó cũng uh, trong tương lai nó cũng tốt. Nhưng mà nhưng mà à, nhưng mà nó chỉ có một cái không tốt thì là ngay lập tức thị trường cục trừng phạt nó và giảm đến hơn 3% sau khi mà nó báo cáo doanh thu lợi nhuận thì ngay lập tức cổ phiếu của nó rớt 3% sau giờ giao dịch tức là vào đầu ngày mai thì cổ phiếu của Netflix nó sẽ giảm xuống 3% như vậy và đây là những cái chuyện mà các bạn thấy càng ngày á, nó càng rất là khủng khiếp bởi vì để những cái công ty mà nó đã rất là tốt rồi thì cổ phiếu của nó vẫn rớt như thường thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào cái tình trạng vì sao mà Taiwan semiconductor nó báo cáo doanh thu và lợi nhuận rất là tốt bà thể đấy người ta nói này là Taiwan semiconductor nó beat revenue và profit expectation trong cái quỹ đầu tiên và nó nói rằng á, là cái ai chip demand nó vẫn đang rất là mạnh và công ty này nó sản xuất tất cả các con chip lớn ở trên thị trường khách hàng lớn nhất của nó là Nvidia và Apple và nó nói là cái demand mà cho cái AI chip này á, thì nó vẫn cực kỳ lớn và nó không thể thỏa mãn được cái demand này nó không đủ sức để sản xuất được vậy thì vì sao cổ phiếu của nó lại giảm bạn thấy net uh, revenue của nó là 592,64 tỷ tiền tài đô, đô la Đài Loan tức là khoảng 18,87 tỷ đô la Mỹ trong khi đó cái mức đang mong đợi là chỉ 582 tỷ mà thôi Mà nó được 592 tỷ Lợi nhuận của nó là 225,49 tỷ Trong khi được mong đợi là chỉ 213,59 tỷ mà thôi Là cũng cao hơn phải 12 tỷ Lợi nhuận thì nó cao hơn 12 tỷ Doanh thu thì nó cao hơn 10 tỷ Hợt, Ít hơn 10 tỷ một chút Vậy là các bạn thấy cái mức lợi nhuận nó tăng nhanh hơn là cái mức doanh thu Thì cả hai cái đều rất là tốt cả và các bạn thấy là kỳ doanh thu này là nó đã tăng 16,5% so với là quỷ 1 của năm ngoái. Và lợi nhuận thì nó tăng 8,9% so với lợi nhuận của năm ngoái. Vậy thì các bạn thấy là vì sao mà coi như là nó doanh thu lợi nhuận đều tốt cả. Và bây giờ đến một cái cũng rất là tốt luôn. Là kỳ guidance của nó cho quý thứ hai. À, Kỳ guidance của nó cho quý thứ hai á đúng rồi bạn thấy ở đây nói là cho quỹ thứ hai thì cái gai đình của nó là vẫn rất là tốt nó nói là nó sẽ tập trung sản xuất vào các cái con chip mà dành cho ai tức là nó là 3 nanometer và 5 nanometer là đây những cái con chip mà nó dùng cho ai và nó nói là cho cả năm 2024 thì nó vẫn là một năm rất là mạnh khỏe rất là tốt đẹp và nó nói là cái ai thì vẫn liên tục cái nhu cầu là vẫn quá quá khủng khiếp nó không thể sản xuất kịp cho cái những cái nhu cầu về về AI này và các bạn thầy nói nó nói là quý hái thì nó nghĩ là sẽ đạt được doanh thu của nó sẽ, sẽ từ 19,6 cho đến 20,4 tỷ trong lúc đó là cái mức mong đời hiện giờ của quỷ hái là nó chỉ 19,4 tỷ mà thôi. Mình đọc ở đâu đó ở đây nó không có, có chỉ ra cái số đó. Nhưng mà mình biết là mình đọc ở đâu đó rồi. Và các bạn thấy là một cái công ty nó báo cáo doanh thu lợi nhuận và nó nói là doanh thu nó đạt được cao hơn mong đợi, lợi nhuận nó cũng cao hơn mong đợi. Toàn cả năm 2024 thì nó vẫn rất là tốt. quý 2 nó tăng lên cái mức dự báo cao hơn cái mức dự báo hiện giờ. Thì như vậy là tương lai nó cũng tốt. Và cái ngành mà quan trọng nhất là các cái con chip của AI thì nó nói là nó sản xuất không kịp để mà giao hàng. Vậy vì sao cổ phiếu của nó giảm đến 5%? Thì chỉ có một cái duy nhất là Taiwan Semiconductor là một cái công ty rất là lớn và nó sản xuất rất là nhiều các cái con chip từ những cái con chip truyền thống cho đến những cái con chip AI, những cái con chip AI của nó chiếm 46% chiếm 46% doanh thu thì 54% doanh thu là những cái con chip <laughs> là những cái con chip truyền thống như là những cái con chip dùng trong uh, iPhone, điện thoại di động, máy tính sách tay và cả cái chiếc xe. Thì nó nói cái mạng đỏ, cái mạng điện thoại di động và máy tính sách tay thì nó đang giảm. Nó nghĩ là năm nay nó đã tăng được 10%, nhưng ngày hôm nay nó nói là năm nay nó sẽ không tăng được 10%, mà nó sẽ tăng ít hơn như vậy. Thì bạn thấy một cái công ty mà nó tốt hết, nó chỉ có một cái chuyện duy nhất á là bây giờ thị trường nó đi chạy theo AI thì nó vẫn tăng trưởng được theo AI chứ đâu phải bọn là thị trường chạy theo AI mà nó không làm được các cái con chip AI cho nên là nó mất đi cái phần đó mà nó phải stuck với là các cái con chip truyền thống này mà các cái con chip truyền thống này giảm cho nên công ty nó giảm đâu thị trường chạy theo AI thì nó cũng chạy theo AI và nó cũng chạy rất là nhanh cho nên doanh thu từ AI của nó vẫn tăng và vẫn rất là tốt nhưng mà thị trường bây giờ không đặt hàng các cái con chip điện thoại và các cái con chip máy tính sách tay nữa thì thôi nó chuyển qua nó làm AI và nó vẫn kiếm được tiền rất là nhiều doanh thu và rất là nhiều lợi nhuận chỉ có cái chuyện như vậy thôi mà thị trường là như vậy là not good enough not strong enough và và ngay lập tức là cho nó giảm 5% cổ phiếu của nó giảm 5% trong ngày liền thì các bạn thấy trong cái bối cảnh bây giờ á, là chứng khoản mỹ nó đã cái giá của nó nó đã, nó đã, tăng rất là cao và với cái giá đó thì nó đang mong đợi tất cả các cái công ty là phải perfect không có một cái điểm yếu nào cả nếu như mà bạn chỉ cần có một cái điểm yếu là ngay lập tức bạn sẽ đi đời một cái điểm yếu đó cho dù nó không có relevant gì cả cả thị trường nó chạy theo ai thì miễn là nó sản xuất được ai và nó tăng doanh thu tăng lợi nhuận được ai thì nó tốt rồi đâu có ai quan tâm là là iphone chip và là laptop chip nó không có tốt đâu miễn là nó đạt được doanh thu khi nào mà nó là thị trường thay ai mà nó chuyển đổi ai không kịp thì mình thấy vẫn còn lý do để để nói là nó không có làm tốt còn trong cái trường hợp này là nó đã làm tất cả mọi chuyện và nó đạt được hết tất cả các cái con số mà mong đợi cho nó nhưng mà chỉ có một cái phần rất là nhỏ như vậy là không tốt là không có perfect thì vẫn xem như là nó không có good enough và không có strong enough và ngay lập tức cổ phiếu của nó giảm đến 5% đây là một cái chuyện mà mình thấy là bây giờ chứng khoán Mỹ nó đã đạt ở cái mức giá quá cao rồi. Cho nên bây giờ tất cả các công ty chỉ có một cái chú không tốt là ngay lập tức giá của nó sẽ bị giảm ngay lập tức. Cho nên là mình thấy là thị trường bây giờ nó kiểu kiểu như là bởi lông tim vết á với cái giá này rồi là mày phải tăng mày phải perfect mày mà không perfect thì cái giá này nó sẽ bị giảm tương bây giờ cái câu chuyện thứ hai là cái câu chuyện của Netflix thì Netflix á, nó doanh thu và lợi nhuận của nó hiện giờ là như thế nào thì bây đối với các bạn sẽ xem revenue của nó là quý 1 nó đạt được 9,27 tỷ trong khi cái guidance của nó đưa ra cho thị trường là 9,24 tỷ thì bạn thấy là nó cao hơn là cái mức mà nó nói là nó sẽ đạt được là cái chuyện tốt rồi. Và bạn thấy là nó tăng năm quý 1 năm ngoái là chỉ 8,16, bây giờ nó lên là 9,27, tức là nó tăng khoảng 1,11. 1,11 mà tăng trên cái mức 8,16 là cũng tăng 15,16% rồi. Thì nó tăng so với quý 1 năm ngoái. Lợi nhuận earning per share của nó là 4,52 đô la trên một share trong khi cái gái của nó là 4,49 vậy là nó đã tốt hơn so với những cái gái của nó và năm ngoái thì nó chỉ được 2,88 là nó gần như là gấp đôi gần như là gấp đôi là, là một cái khoảng tăng cực, cực, cực kỳ khủng khiếp cũng tốt net subscriber edition của nó là nó tạo nó đưa ra được thêm 8,4,8 triệu những người subscriber mới trong khi quý một năm ngoái nó chỉ có được thêm 1,7 triệu những người subscriber mới cái số này thì mình thấy nó hơi lung tung một cái bởi vì có những cái báo cáo khác á thì nó nói là cái số này nó cao hơn nó nói là cái số lượng subscriber mà nó đưa lại được là 9,3 triệu 9,3 triệu người subscriber mới nhưng mà cái này là net cho nên là chắc chắc là cái này nó đã tỉnh là những cái số người subscriber là cancel cái account của họ rồi họ không tiếp tục trả tiền nữa nhưng mà đây là có vẻ như là kỳ số trên này á, thì nó đang nói là có vẻ như là Nas Thì NAS á, là nó đưa theo kỳ số gross là nó tạo nó lấy thêm được à, 9,3 triệu người subscriber Trong khi 4,8 triệu người là cái mức expectation thôi là nó gần như là gấp đôi Và nó cũng tạo ra được thêm á, là 13 triệu người là streamer Tức là bây giờ nó tạo nó, nó có thêm một cái business là gaming nữa thì trong cái số lượng subscriber vào cái video của nó, cái phí mạnh của nó thì rất là nhiều. Nhưng mà gaming thì không có nhiều. Thì bây giờ trong tất cả những người subscriber mà nó có được từ phí mạnh, có 13 triệu người là đã bắt đầu subscriber để chơi game online với nó luôn. Và công ty đã add thêm 1,7 triệu lên những khách hàng mà trả tiền, tức là trả cái phí subscription fee, chứ không phải là những cái chuyện quảng cáo không. Thì như vậy bạn thấy là nó doanh thu cũng tốt, lợi nhuận cũng tốt, số lượng người subscriber là nó cũng kiếm được nhiều hơn so với những cái mức dự dự báo. Tuy nhiên á, cái guidance của nhỏ cho quý 2 á là bốn phải là chỉ bốn triệu tỷ đô la về doanh thu là nói là trong quý 2 nó sẽ cố gắng đạt là 9,49 tỷ đô la về doanh thu trong khi những cái tay chuyên phân tích ở trên thị trường chứng khoán Mỹ đang nghĩ đang mong đợi là nó phải quý 2 nó phải đạt được 9,51 năm mươi một tỷ bạn thấy chỉ có một chút chiếc xỉu trên này thôi là ngay lập tức cổ phiếu của nó rớt 3%, 2% sau khi mà nó bảo cái này chưa kịp giao dịch thì cổ phiếu của nó đã rớt rồi. Bạn thấy thị trường bây giờ nó hoạt động theo một cái cách rất là perfect mà cả cái công ty này nó báo cáo doanh thu lợi nhuận là phải không có được một cái chuyện gì là không tốt cả. Tất cả đều phải tốt cả thì mới được. Và công ty này mà nó chỉ có một cái không tốt thì là ngay lập tức cổ phiếu của nó đã sẽ bị trừng phạt liền, nó rớt 23% liền. Cho nên là mình thấy thị trường chứng khoán Mỹ bây giờ nó đã tăng quá rồi. Mà ở cái mức giá như vậy, nó kiểu như nó nói về các công ty nếu mày mà muốn giữ những cái giá này thì mày phải perfect 100% đi. Nếu mà mày có cái chuyện gì không tốt thôi thì giá này nó sẽ giảm bởi vì cái giá mà tao đang trả cho mày này là giá của perfect. Nếu mà cái báo cáo tiếp theo của mày không được perfect thì giá cổ phiếu nó sẽ giảm ngay lập tức. Thì mình thấy đấy là một trong những cái chuyện mà mình phải biết đối với những cái nhà đầu tư hiện giờ. Bởi vì mình phải biết nếu mà các công ty này báo cáo chỉ cần có một chút không được là cổ phiếu của nó sẽ giảm liền. Bởi vì cái giá hiện tại là cái giá cho sự perfect rồi. mày không được có cái gì là không là 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 less than perfect cả. Nếu mà mày less than perfect là cổ phiếu của mày sẽ bị trừng phạt liền. <laughs> thì bạn thấy ở đây là trong hoàn cảnh ngày hôm nay thì tất cả các cái cổ phiếu của VOO và VCT đều, đều, giảm và SMS nó cũng giảm và cả cái cổ phiếu nóng như là Intel, AMD, ASML, VGT, SMS, Taiwan Semiconductor, Netflix, Tesla, Microsoft tất cả đều giảm cả nhưng mà lại có ba cổ phiếu tăng trưởng ngày hôm nay. Bạn thấy Microsoft là một cái công ty AI rất là lớn cổ phiếu của nó ngày hôm nay cũng giảm Apple là một cái công ty cũng rất là tốt mà bây giờ cổ phiếu ngày hôm nay nó cũng đỏ lò, không phải 57. Microsoft thì giảm được gần 2%, 1,84%. Amazon cũng là một cái công ty rất là nóng và cũng ứng dụng AI rất là tốt, cũng giảm hơn 1%, một gần 1,5%. Tuy nhiên, có ba công ty cổ phiếu tăng ngày hôm nay, đó là Nvidia, Nvidia thì ngày hôm nay là tăng 0,76%. À, Facebook Ngày hôm nay nó cũng tăng và Facebook thì có vẻ như là tăng nhiều hơn nữa so với là những cái công ty khác. Facebook thì ngày hôm nay tăng đến 1,54%. Và à, Google thì ngày hôm nay cũng tăng. Và ngày hôm nay thì nó tăng ít hơn Facebook một chút, 0,37%. Thì bạn thấy trong một ngày mà thị trường nó đều giảm, đều đỏ lòm như vậy mà có được những cái công ty thị trường tăng trưởng rất là tốt là vẫn tăng và vẫn có những cái mức tăng rất là tốt thì đó là một cái dấu hoại rất là lớn cho cộng đồng của mình vì sao những cái cổ phiếu này ngày hôm nay nó tăng được mà những cái cổ hầu hay cả cái cổ phiếu khác đều giảm cả thị trường đều giảm mà ba cái cổ phiếu chủ đạo này nó vẫn tăng ngày hôm nay thì nếu mà các bạn quan tâm đến ba cái cổ phiếu đơn đơn lẻ này và mình là người có đầu tư vào ba cái cổ hai cái cổ phiếu này, Nvidia và Facebook. Mình thì không có đầu tư Google, bởi vì mình thật sự mình nghĩ là Google trong tương lai nó sẽ còn gặp rất là nhiều khó khăn nữa, bởi vì cái business model chính của nó là advertise uh, 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 quảng cáo khi người ta search. Mà mình nghĩ với những cái con chat uh, với những cái chat AI hiện giờ thì cái số lượng người ta search nó sẽ giảm. Cho nên mình nghĩ là trong ngắn hạn cũng như là trong dài hạn mình rất là đặt đó về Google. Nhưng mà Nvidia và Facebook là hai công ty mà mình có cổ phiếu đơn lẻ của họ và mình rất là thích hai công ty này cho nên là khi mà cổ phiếu của nó biến đổi theo một cái cách như vậy thì cái câu hỏi lớn nhất đặt ra là vì sao các cái công ty này nó vẫn có thể tăng được trong khi cả thị trường và những cái công ty đồng nghiệp của nó đều giảm cả thì ngày hôm nay mình có làm một cái video Chuyện, phân tích chuyên sao vì sao ba cái công ty này Nvidia, Meta và Google đều tăng trong khi các cái cổ trong khi các cái quỹ an toàn khác thì giảm và trong cái phân tích chuyên sau này mình giải thích rất là rõ ràng vì sao nó tăng và cái việc tăng trưởng này có phải là ngắn hàng không hay là cái việc tăng trưởng này là dài hàng đặc biệt là sắp tới đây ba công ty này đều sẽ báo cáo doanh thu và lợi nhuận tuần sau là Meta là Facebook đã bắt đầu báo cáo doanh thu và lợi nhuận rồi thì đây có phải là cái thời điểm tốt để mình mua trước khi nó báo cáo doanh thu và lợi nhuận bởi vì ngày hôm nay có những cái tin gì ở trên thị trường chứng khoán chứng tỏ rằng nó có lời cho ba công ty này và ba công ty này có khả năng hưởng lời được từ những cái tin tức này ngắn hàng hay là dài hạn nếu mà dài hạn thì có khả năng nó tăng được nữa hay là không thì đây là những cái phân tích rất là chuyên sâu và mình nghĩ là nó sẽ tốt nếu như mà các bạn muốn đầu tư vào ba cái cổ phiếu ba cái cổ phiếu đơn lẻ này thì nếu mà bạn các bạn quan tâm đến ba cái cổ phiếu đến lại này thì bạn nhớ uh, tham dự cái chương trình hội viên của mình, hội viên vàng và hội viên kim cương thì sẽ được xem thêm những cái phân tích chuyên sâu hàng ngày này nữa. hàng ngày thì mình đều làm các cái phân tích chuyên sâu này để cho cộng đồng hội viên vàng và kim cương có thể tham khảo được thêm. mình cũng đã làm một cái phân tích chuyên sâu vì sao mình không có thích google lắm và mình sợ google trong ngạn hàng dài hàng nó sẽ có những cái khó khăn thì trong cái phân tích chuyên sâu cái bài chuyên sâu về google này á thì các bạn cũng có thể th 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 tham khảo thêm và nếu hi vọng là các bạn thích cái video của ngày hôm nay và những cái phân tích của ngày hôm nay nếu các bạn thích cái video này của ngày hôm nay thì cho mình một nút like và nếu mà có câu hỏi gì thì bỏ vào một comment giúp cho mình ngoài ra nếu mà các bạn đã uh, xem cái channel một của mình một thời gian rồi và có được những cái lợi ích đặc biệt là lợi ích tài chính từ channel của mình thì hy vọng các bạn sẽ tham dự vào cái chương trình hội viên để có thêm được những cái lợi ích khác nữa thì ở silver thì các bạn sẽ gian để xem được những cái buổi livestream độc quyền dành cho các bạn hội viên mình sẽ phân tích các cái cổ phiếu quỹ an toàn cũng như là các cái cổ phiếu của các công ty đơn lẻ để các bạn có thêm được những cái kiến thức và biết những cái cổ phiếu nào mình nên đầu tư và các cái câu hỏi của các bạn hội viên thì mình sẽ ưu tiên trả lời trong các cái comment trên các cái video của mình và bạn hội viên vàng và kim cương á, thì được xem những cái video độc quyền mà mình làm phân tích chuyên sâu về các cái cổ phiếu và các cái tình hình hiện giờ trên thị trường chứng khoán để các bạn có thể nắm được kỹ hơn và các bạn hội viên đai mình á, thì sẽ tham dự thêm được những cái khóa học của mình nữa thì bây giờ mình đang có các cái khóa học về làm Airbnb và mình đã làm hai cái buổi học rồi và tuần cuối tuần này mình sẽ làm cái buổi học thứ ba về khóa làm Airbnb sau khi Airbnb thì mình sẽ có nhiều cái khóa học khác nhau nữa mà ở đây mình đã có một cái video để giới thiệu các cái khóa học nếu mà các bạn quan tâm thì các bạn có thể tham xem thêm cái video mà giới thiệu các cái khóa học cho hội viên đai mình đó và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ bấm nút đăng ký kênh mình hy vọng các bạn sẽ đăng ký kênh của mình và tham dự cái chương trình hội viên của mình để có thêm các cái lợi ích khác và cũng như là ủng hộ cái channel của mình nhiều hơn cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn cho cái video tiếp theo chào tạm biệt bye bye